Và trở lại liên quan đến nước Mỹ thì thưa quý vị, chung quanh những cái vấn đề luận tội điều tra có trước phế Tổng thống Donald Trump hay không, thì có một tin tức đưa ra trong ngày hôm nay lại cho thấy là Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị, ông đã mệt mỏi trước những thủ tục luận tội chống lại ông, và Tổng thống Donald Trump ngày càng xa rời văn phòng làm việc chính thức của ông, đó là ở Tòa Bạch Ốc, và ông đã chuyển tới làm việc trong dinh thự, chuyển sang làm việc ở tư dinh dinh thự của ông để mà tránh bị nhòm ngó. Phòng bầu dục, đó là trung tâm quyền lực truyền thống của các vị tổng thống, nhưng một địa điểm mới lại đang nổi lên, kín đáo hơn, thuận tiện hơn và độc quyền hơn. Theo Politico vừa mới đưa ra, thì Tổng thống Donald Trump, ông đang biến dinh thự của Tòa Bạch Ốc thành phòng bầu dục thứ hai, vì nơi này lại trở thành một nơi mà Tổng thống Donald Trump, ông cảm thấy năng suất nhất, nơi ông có thể tránh được sự làm phiền của nhân viên và nơi ông có thể nhanh chóng triệu tập những phụ tá của ông, các nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa và các bình luận viên của đài truyền hình. Dinh thự, đó là nơi mà Tổng thống Donald Trump thực hiện cái cuộc điện đàm bất thường vào ngày 25 tháng 7 với Tổng thống Ukraine, hiện là trung tâm của quy trình luận tội. Đó là nơi mà Tổng thống Trump thường gặp các luật sư riêng của ông để vạch ra những chiến lược pháp lý hoặc là cố vấn chiến dịch để mà định hình những bước đi cho chiến dịch tái tranh cử của ông năm 2020. Tuần trước đây, thì nơi này đã trở thành địa điểm cho cuộc họp của Tổng thống Donald Trump, như là nơi mà ông làm việc chính thức, tiếp đón Chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang ông Jerome Powell cùng với Bộ trưởng Tài chính ông Steven Mnuchin cho cuộc thảo luận vào sáng ngày 18 tháng 11 về chính sách tiền tệ. Duy trì một nơi tôn nghiêm để làm việc và suy nghĩ có tầm quan trọng lớn hơn đối với một vị tổng thống, khi mà ông ngày càng cảm thấy là ông bị bao vây bởi cuộc điều tra luận tội từ bên phía Hạ viện của đảng Dân Chủ, và mệt mỏi vì những đơn tố cáo và một loạt những cuộc điều trần của các viên chức chính quyền trước Quốc hội. Tổng thống Donald Trump, ông vẫn giữ sự cảnh giác với những nhân viên chung quanh ông và không tin vào cơ sở hạ tầng truyền thống của Tòa Bạch Ốc. Do đó, làm việc từ dinh thự riêng của ông, không gian tránh xa những gì ông cho là những cái đôi mắt tò mò và có lẽ xoa dịu được cái nỗi sợ rò rỉ tin tức cho báo chí. Và ở nơi này, nó cũng mang lại cho Tổng thống Donald Trump một cái cảm giác là kiểm soát tốt hơn khi mà ông đối mặt với những thách thức kép của vấn đề luận tội và tái tranh cử, theo những cuộc phỏng vấn của Politico với hàng chục những viên chức và cựu viên chức của Tổng thống Donald Trump. Thì một viên chức trong chính quyền đã bình phẩm về thói quen làm việc ở ngay tại dinh thự của Tổng thống Donald Trump. Ông này đã nói rằng phòng bầu dục là địa điểm lịch sử, nơi mang lại một cái cảm giác quyền lực, còn dinh thự mang lại một cái cảm giác riêng tư, và Tổng thống Trump làm việc ở dinh thự nhiều hơn vì ở nơi này Tổng thống không bị làm phiền bởi các nhân viên tới gõ cửa. Những người gần gũi với Tổng thống Donald Trump đã nói rằng việc mà ông rút về dinh thự trong giờ làm việc đã được hình thành trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của chính Tổng thống Donald Trump. Trong những ngày đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc, ông Trump đặc biệt tự hào khoe cái chiếc bàn kiên định mà họ gọi là Resolute Desk của phòng bầu dục, góc phòng mà ông vẫn sử dụng để chụp hình và đón khách. Theo thời gian thì ông Trump lại dần xa rời văn phòng chính thức và lui về dinh thự, tòa nhà chính thức của khu phức hợp ở ngay Tòa Bạch Ốc, giữa cánh đông và Tây, nơi mà Tổng thống và gia đình có một cái góc riêng trên tầng 2, phía trên nơi tham quan và tổ chức sự kiện. Người ngoài có thể tiếp cận với Tổng thống Trump ở đó chỉ qua điện thoại hoặc nếu ông mời họ vào. Tổng thống Trump đôi khi thích phỏng vấn các ứng viên
cho các vị trí cấp cao từ khu nhà riêng của ông để mà nhân viên và phóng viên của Tòa Bạch Ốc không thể theo dõi được là ai là những người đã đến và ai là những người đã đi. Quyền chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc, ông Mick Mulvaney, có được công việc hiện tại trong cuộc họp muộn vào chiều thứ Sáu ở ngay cả không gian riêng của Tổng thống Donald Trump, đó là dinh thự của chính Tổng thống. Và đây, đó chính là thói quen làm việc tại gia đình, tại dinh thự của chính Tổng thống. Ông Trump đã học cách sắp xếp lịch trình tại cái khu ở ngay dinh thự của ông, trụ sở chính phủ và bảo tàng lưu lại hơn 2 thế kỷ lịch sử. Ngay từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống, thì các nhân viên của ông Trump đã cố gắng đưa ông ra ngoài thành phố thường xuyên hơn để mà ăn tối hoặc là tham dự các sự kiện. Nhưng các kế hoạch này luôn đều bị phá vỡ. Một trong những vị cựu viên chức chính quyền cao cấp, người gọi Tổng thống Donald Trump là người ru rú trong nhà, đã cho Politico biết sự việc này. Trong một cái dịp hiếm hoi mà Tổng thống Donald Trump ra ngoài ở Washington, ông ăn tối tại khách sạn của chính ông hoặc là tham dự buổi gây quỹ. Và gần đây, khi mà ông đến một cái trận chơi football quốc gia sau mùa giải cùng với một nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, hầu hết, tất cả những sự kiện này đều là cả ngày lẫn đêm. Nếu mà không đi vận động tranh cử hoặc là công du nước ngoài, thì ông Trump sẽ vui vẻ ở ngay trong Tòa Bạch Ốc và dinh thự, làm việc cho đến tận đêm khuya và rất sớm vào buổi sáng. Và những người tiền nhiệm trước đây của Tổng thống Donald Trump thì sử dụng ngôi nhà quyền lực nhất đất nước, nơi mà hiện nay họ cho biết là đã có tới 132 phòng và 35 phòng tắm ở 6 tầng. Tuy nhiên, hầu hết làm việc trong phòng bầu dục và ở cánh tay, nơi mà họ có thể tiếp cận được với các nhân viên và rất ít khi mà giải quyết công việc ở tư dinh. Nhưng mà ngược lại thì Tổng thống Donald Trump, ông lại cảm thấy ông ở tư dinh làm việc để tạo ra một cái sự thoải mái hơn cho Tổng thống Donald Trump. Đối với Tổng thống Trump thì cái chuyện khi mà chuyển đến Washington có nghĩa là định hình lại thói quen ở New York của ông, nơi mà ông cũng sống và cũng làm việc trong cùng tòa nhà Trump Tower. Hiện nay thì Tổng thống lại có xu hướng đến phòng bầu dục và phòng ăn riêng liền kề trong 5 đến 6 giờ một ngày cho những cuộc họp chính thức, bữa trưa và những sự kiện về nghi lễ. Nhưng phần lớn những công việc của Tổng thống vào buổi sáng, buổi chiều muộn, buổi tối và cuối tuần đều diễn ra tại nơi riêng, nơi mà ông có thể gọi nhân viên và cố vấn sớm nhất là vào 6 giờ sáng và ngay cả nửa đêm. Đôi khi Tổng thống Donald Trump hoặc một trong những phụ tá của ông sẽ triệu tập một nhân viên cao cấp đến dinh thự để thảo luận việc riêng hoặc là họp nhanh để xem xét một bài phát biểu. Và Tổng thống còn sử dụng dinh thự của ông trong giờ làm việc để xem được truyền hình thoải mái hơn, Twitter nhiều hơn, tự làm giám đốc truyền thông và chiến lược gia chính trị. Dinh thự phục vụ ông như là một bunkie của một tổng thống giữa cái cơn bão luận tội và những phiên điều trần. Và một cựu viên chức trong chính quyền cấp cao đã khẳng định là việc Tổng thống Donald Trump, ông đã dùng tư dinh của ông nhiều hơn, không phải là một phần nỗ lực che giấu của Tổng thống. Vì Tổng thống là một người nghiện công việc, vì vậy ông dậy sớm và làm việc từ tư dinh, và đồng hồ sinh học của ông đã quen với điều này trong hàng thập kỷ qua. Đó là những gì mà người ta đã nói với Politico về vấn đề tại sao Tổng thống Donald Trump, ông lại dùng tư dinh của ông để làm việc nhiều hơn, và nơi này có thể đã trở thành một nơi trú ẩn trước những cái cơn bão luận tội và điều tra Tổng thống Donald Trump. Do đó, Tổng thống, ông đã bỏ rơi phòng bầu dục để mà chuyển sang làm việc nhiều hơn
ở chính tư dinh của ông. Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị những gì đang xảy ra ở phòng bầu dục hay là ở tư dinh của Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị, bên cạnh đó Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị về nhà tỷ phú Bloomberg. Thì khi nói đến nhà tỷ phú Michael Bloomberg, thì thưa quý vị, khi mà ông đã bắt đầu lên tiếng chính thức, ông ra tranh cử tổng thống cho năm 2020, thì có rất nhiều những tin tức nói về ông Bloomberg. Lê Ngọc gửi đến cho quý vị để cho chúng ta biết nhiều hơn về ông này. Thì ông Bloomberg trước đây, thưa quý vị, từ một nhân vật như thế nào để trở thành một nhà tỷ phú, thì ông đã đi lên từ một nhân viên rất là nhỏ nhoi. Ông là một nhân viên đếm tiền ở ngân hàng trước khi mà ông thành công trong sự nghiệp kinh doanh và dấn thân vào chính trị. Ông Michael Bloomberg sinh ngày 14 tháng 2 năm 1942 tại Boston, Massachusetts. Và sau khi ông tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật điện tại Đại học Johns Hopkins năm 1964, ông Bloomberg đã nhận bằng thạc sĩ về ngành kinh tế tại Đại học Harvard vào năm 1966. Công việc đầu tiên của ông Michael Bloomberg tại Wall Street đó là nhân viên đếm tiền tại ngân hàng đầu tư Solomon Brothers với mức lương 9.000 Mỹ Kim cho một năm. Và ông Bloomberg đã nhanh chóng thăng tiến lên những vị trí cao hơn và đã trở thành một nhà giao dịch trái phiếu và đối tác góp vốn ở Solomon Brothers vào năm 1972. Khi đó, ông mới có 30 tuổi. Vào thời điểm đó, ông làm việc cho tới 12 giờ mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần. Vào cuối thập niên năm 1970, ông đã đảm nhiệm vị trí là người đứng đầu bộ phận giao dịch cổ phiếu. Đến năm 1976, ông Michael Bloomberg kết hôn với Susan Brown và có hai người con, đó là Emma và Georgina. Tuy nhiên, sau đó ông ly dị vợ vào năm 1993. Năm 1979, CEO John Gutfreund của Solomon Brothers đã yêu cầu Michael Bloomberg chuyển sang bộ phận hệ thống máy tính đang còn non trẻ của ngân hàng. Đây bị coi là một sự giáng chức đối với ông Michael Bloomberg, nhưng ông có lẽ phải cảm ơn ông John Gutfreund vì những kinh nghiệm mà ông đã có được, đã nhận được ở vị trí mới này. Sau khi mà Solomon Brothers bị mua lại vào năm 1981, ông Michael Bloomberg được bồi thường 10 triệu Mỹ Kim. Nhận thức được rằng các nhà đầu tư ở Wall Street sẵn sàng trả nhiều tiền để có những thông tin tài chính rất là nhanh và nhạy bén và ngay cả chất lượng, ông Michael Bloomberg đã thành lập ngay một công ty công nghệ thông tin ban đầu có tên là Innovative Market Solution. Và từ những sự kiện này thì thưa quý vị, tất cả những gì đã xảy ra từ thời gian ngay từ lúc đầu để mà dẫn đến cho ông trở thành tỷ phú. Đến năm 1982 thì Innovative Market Solution đổi tên thành Bloomberg LP. Và Bloomberg LP đã cung cấp các công cụ phần mềm tài chính và những giải pháp doanh nghiệp như là phân tích và nền tảng giao dịch vốn, dịch vụ dữ liệu và tin tức cho rất nhiều công ty tài chính và những tổ chức thông qua phần mềm của Bloomberg Terminal. Đó chính là con gà đẻ trứng vàng cho ông Michael Bloomberg. Sau những thành công rực rỡ từ dịch vụ tài chính, ông Michael Bloomberg đã nhanh chóng mở rộng sang mạng truyền thông. Năm 1990, ông Bloomberg và Matthew Winkler thành lập hãng tin Bloomberg News để cung cấp tin tức tài chính cho các thuê bao của Bloomberg Terminal. Khi mà trở thành tỷ phú,
Michael Bloomberg đã bắt đầu dấn thân vào con đường chính trị khi tranh cử thị trưởng thành phố của New York với tư cách là thành viên của Đảng Cộng Hòa vào năm 2001. Sau khi đắc cử, ông Bloomberg được cho là đã góp công lớn giải quyết những thách thức của thành phố New York sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Kể từ khi Bloomberg nhậm chức thị trưởng vào năm 2002, tỷ lệ người xin trợ cấp xã hội của New York đã giảm tới 25%, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học tăng 40%, tội giảm 35%. Bloomberg cũng rất nổi tiếng với kế hoạch loại bỏ phần lớn các phòng làm việc biệt lập trong tòa thị chính ở New York. Ông thường ngồi trong phòng làm việc chung với các nhân viên để có thể theo sát hoạt động thường ngày của họ hơn. Sau khi làm thị trưởng của New York hai nhiệm kỳ, ông Michael Bloomberg quyết định rời Đảng Cộng Hòa vào năm 2007. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bùng nổ hồi năm 2008, ông Bloomberg quyết định rằng ông cần phải có thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông tranh cử nhiệm kỳ 3 vào năm 2009 như là một chính trị gia độc lập. Michael Bloomberg, với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đã trở thành thị trưởng New York đầu tiên nắm quyền liên tục 3 nhiệm kỳ sau khi bỏ ra một số tiền kỷ lục gần 90 triệu Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử. Nhà tỷ phú Bloomberg chỉ nhận mức lương đó là 1 Mỹ Kim một năm trong suốt 12 năm mà ông làm thị trưởng ở New York và đã tài trợ 2,4 tỷ Mỹ Kim cho các hoạt động về vấn đề y tế, giáo dục, môi trường và nghệ thuật của thành phố New York. Kể từ tháng 10 của năm 2009 cho đến nay, số việc làm mới được tạo thêm trong khu vực tư nhân ở New York nhiều gần gấp đôi so với 10 thành phố lớn ở nước Mỹ gộp lại. Michael Bloomberg giã từ chính trường hồi tháng 1 của năm 2014 và ông đã dành một năm để tập trung vào những hoạt động từ thiện trước khi mà ông trở về vị trí, đó là vị trí CEO của công ty Bloomberg LP. Người kế nhiệm của ông làm thị trưởng New York đó chính là ông Bill de Blasio, một thành viên của Đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, thì vào lúc đó ông Bloomberg cũng đã từng cân nhắc là ông có nên ra tranh cử như một ứng viên trung lập. Nhưng ông đã từ bỏ kế hoạch này vào tháng 3 của năm 2016. Do đó chúng ta biết rằng ngay cả những suy nghĩ của ông có muốn ra tranh cử làm Tổng thống của Hoa Kỳ hay không đã có từ trước, ngay cả vào trước năm 2016. Và tại Hội nghị Quốc gia Dân Chủ hôm 27 tháng 6 của 2016, ông Bloomberg tuyên bố ủng hộ cho bà Hillary Clinton, đại diện cho Đảng Dân Chủ. Và ông đã nói rằng ông từng có những bất đồng với bà Hillary Clinton, nhưng dù có mâu thuẫn như thế nào thì ông phải gạt sang một bên vì lợi ích của quốc gia. Chúng ta phải đoàn kết bên cạnh ứng viên, người có thể đánh bại một kẻ mị dân rất là nguy hiểm, ông tuyên bố khi mà đề cập đến ông Donald Trump, ứng viên bên Đảng Cộng Hòa vào khi đó, năm 2016. Mặc dù ông Michael Bloomberg không thể nào ngăn ông Donald Trump đắc cử, ông đã tìm được một tiếng nói chung với những người phản đối những quyết định của Tổng thống Trump. Sau khi mà ông Trump tuyên bố rút ra khỏi Hiệp định Paris về vấn đề chống biến đổi khí hậu mới đây trong năm 2017 vào tháng 6, thì ông Michael Bloomberg, cựu thị trưởng của New York, đã thành lập một liên minh với những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng và tuyên bố rằng tổ chức từ thiện của Bloomberg sẽ tài trợ tới 15 triệu Mỹ Kim để thực hiện những cam kết của Mỹ theo Hiệp định chống biến đổi khí hậu. Hồi tháng 4 của năm 2018, ông Bloomberg đã tuyên bố tài trợ thêm 4 triệu 500 ngàn Mỹ Kim nhằm thực hiện những cam kết tài chính mà đáng lẽ Mỹ phải trả trong năm đó theo Hiệp định của Paris về chống biến đổi khí hậu. Thông báo của tổ chức từ thiện Bloomberg, nhà tỷ phú này sẽ tiếp tục bỏ tiền túi để đóng góp
nếu như Mỹ không tham gia hiệp định trở lại. Vào hồi tháng 3 của năm nay, ông Bloomberg đã công bố một cái kế hoạch triển khai Beyond Carbon. Đó là một nỗ lực nhằm từ bỏ mọi nhà máy nhiệt điện than trong 11 năm tới và chuyển đổi nền kinh tế Mỹ phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt sử dụng sang sử dụng 100% năng lượng sạch sớm nhất có thể. Và ông Bloomberg đã ban đầu tuyên bố không tham gia vào cuộc tranh cử tổng thống năm 2020. Song ông đã nộp đơn tham gia vòng bỏ phiếu sơ bộ chọn ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ tại tiểu bang Alabama vào giờ chót, đó là vào ngày 8 tháng 11. Và sau đó ông đã nộp tiếp ở tiểu bang Arkansas và Texas với khối tài sản giàu ước tính tới 54,1 tỷ Mỹ kim. Ông Bloomberg đã được tạp chí Forbes xếp hạng giàu thứ 8 tại nước Mỹ. Và nếu trở thành ứng viên đại diện cho bên phía đảng Dân Chủ, thì ông Bloomberg có phải sẽ là một đối thủ đáng gờm của Tổng thống Donald Trump khi mà sở hữu khối tài sản nhiều hơn Tổng thống Mỹ và các ông trùm truyền thông nổi tiếng khác cộng lại. Gina Raimondo, đó là thống đốc của Rhode Island, chủ tịch của hội các thống đốc của bên đảng Dân Chủ, đã cho rằng ông Bloomberg sẽ là một ứng viên rất mạnh dù là gia nhập cuộc đua muộn vào những phút chót. Ông hội đủ yếu tố để mà có thể đọ sức với Tổng thống Donald Trump, người luôn tự nhận mình là một tỷ phú, một doanh nhân thành công. Nhưng theo lời của Gina Raimondo đã nói là ông Trump là một người luôn nói dối, ông ấy không thành công trong kinh doanh và chính sách kinh tế của Tổng thống Trump đã thất bại và ông Trump rất tệ cho nước Mỹ. Và Raimondo đã nói, ông nghĩ là vấn đề Bloomberg có thể đọ tay đôi với Tổng thống Donald Trump ở điểm này. Mặc dù chúng ta đã nghe Tổng thống Donald Trump đã chế giễu, đã chỉ trích ông Michael Bloomberg, đó là Little Bloomberg mà thôi. Do đó thưa quý vị, ở ngay những giây phút này thì chúng ta đã bắt đầu thấy được những cái sự sôi nổi cho cuộc tranh cử tổng thống cho năm 2020. Trước tiên, ai sẽ là người đại diện cho bên phía đảng Dân Chủ để có thể là đối thủ chính thức với lại Tổng thống Donald Trump? Chúng ta hãy theo dõi và chờ xem trong những ngày sắp tới thật sự nhân vật này là ai. Xem Cargo nhận chuyển hàng về Việt Nam, giao tận nhà và khắp các tỉnh thành, bảo đảm nhanh, uy tín, gửi về Sài Gòn 3 đồng 50 xu một bao, gửi về Hà Nội và các tỉnh 3 đồng 95 xu một bao. Có tracking number và bảo hiểm bồi hoàn. Địa chỉ 6521 Arlington Boulevard, phòng B105. Phone Church VA 22042, điện thoại 703-340-3949. Trân trọng kính mời quý vị hãy gọi ngay cho Sam Cargo 703-340-3949, 703-340-3949. Thông báo cho chương trình ghi danh chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho năm 2020. Quý vị sẽ ghi danh miễn phí ở tại đài NVR Radio. Quý vị có thể gọi cho Lê Ngọc ở số điện thoại 703-473-9326 hoặc 703-992-6100. Chương trình Obamacare cho năm 2020, thời hạn ghi danh từ ngày 1 tháng 11 năm 2019 cho đến hết ngày 15 tháng 12 2019. Quý vị chỉ có 6 tuần mà thôi. Và những công ty bảo hiểm cho năm 2020 trong chương trình Obamacare sẽ có Kaiser Permanente, Cigna Connect,
CareFirst, Blue Cross Blue Shield và Anthem bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 2019. Quý vị hãy đến ngay văn phòng của đài NVR để cho Lệ Ngọc và các anh chị em trong đài có thể giúp cho quý vị ghi danh lại, chọn lựa đúng những quyền lợi, những chương trình bảo hiểm vừa túi tiền phù hợp với lại quý vị và đúng với những gì mà quý vị cần đến cho chương trình bảo hiểm cho gia đình. Quý vị hãy gọi cho Lệ Ngọc hoặc là đến văn phòng của đài NVR bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 2019 cho đến hết ngày 15 tháng 12 2019 ghi danh hoàn toàn miễn phí. Trân trọng thông báo đến quý thính giả. Trung tâm Thúy Nga trân trọng thông báo DVD Paris Midnight 129 chủ đề Dynasty trực tiếp thu hình tại Las Vegas, phát hành ngày 8 tháng 11 năm 2019. Với sự góp mặt của tất cả ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga, đặc biệt có sự xuất hiện của các danh ca như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thái Hiền, Thái Thảo, Thanh Tuyền, v.v. MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đây là một chương trình văn nghệ đặc biệt hiếm có, tạo thành tài liệu lịch sử văn hóa cho người Việt trong và ngoài nước, luôn luôn hướng về quê hương đất nước, một dân tộc có 4.000 năm văn hiến. Để đặt mua DVD Paris by Night 129, xin liên lạc Trung tâm Thúy Nga qua số 714-894-5811 hoặc vào thuynga.shop.com. Professional Auto Body, nơi sửa xe được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân chủ và khách hàng, có trên 30 năm phục vụ đồng hương trong vùng Hoa Thịnh Đổ. Hãy đến với Professional Auto Body để có sự định giá trước cho bảo hiểm xe của quý khách chính xác, nhanh chóng, miễn phí. Professional Auto Body chuyên môn làm đồng sơn sửa toàn bộ các xe bị đụng, kéo sườn xe, dầm vá đúng màu. Xe một trang bị, body shop lớn nhất nhì vùng Virginia DC và Maryland so với Hoa Kỳ. Dàn kéo sườn xe vĩ đại, phòng sơn, phòng hấp đúng tiêu chuẩn quốc tế và có nhiều thợ body khéo tay và hàng chục năm kinh nghiệm. Professional do ông Minh phụ trách. Điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224. Mời giải chúng tham gia giải đấu Baccarat Lucky 8 để có cơ hội thắng 888.888. Tìm hiểu thêm, xin vào livecasinohotel.com. Phải từ 21 tuổi trở lên, hãy chơi có trách nhiệm và cần được trợ giúp. Xin hãy gọi 1-800-GAMBLER. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay trên làn sóng của Đài Phát thanh NVR được phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 cũng như là quý vị nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến những chuyên gia pháp lý, họ đang phân tích cái khả năng là thật sự Tổng thống Donald Trump, ông có thể bị luận tội rồi trút phế hay không? Chúng ta hiện nay chưa có câu trả lời. Nhưng qua sự kiện này, thưa quý vị, nhiều người đã nhớ đến một cái tiên đoán, mà cái tiên đoán, một cái dự đoán của bậc thầy tiên tri về nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Những cái tiên đoán này thật sự có ứng nghiệm hay không? Chúng ta nói trước để rồi chúng ta chờ xem coi nó như thế nào, phải không quý vị thính giả? Thì đây, Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị một vị giáo sư mà vị này cũng là một bậc thầy tiên tri, đó là giáo sư Alan Lichtman. Ông này cũng là người đã từng dự đoán, mà họ nói rằng cái dự đoán của ông đã trở thành chính xác. Kết quả của những cuộc bầu cử tổng thống mà từ năm 1984 cho tới nay, bao gồm cả là dự đoán chiến thắng. Và thưa quý vị, chính ông này cũng đã nói đến cái chiến thắng không thể nào ngờ được, không tưởng tượng được của ông Donald Trump vào tháng 9 của năm 2016. Thì những dự đoán của giáo sư Alan Lichtman này như thế nào? Thì theo đó, không lâu sau khi mà cựu ứng viên bên đảng Cộng Hòa đã đánh bại đối thủ và trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, đó là ông Donald Trump, thì vị giáo sư này Alan Lichtman lại đưa ra một cái tiên đoán. Và cái tiên đoán này cũng gây sốc
khi cho rằng ông Donald Trump sẽ không tại vị được lâu. Thì nói đến những dự đoán, tiên đoán thì chúng ta phải nói trước rồi coi thật sự có đúng hay không, phải không quý vị thính giả? Thì vị giáo sư này cũng khẳng định rằng ông Donald Trump sẽ bị luận tội vì một lý do gì đó, ví dụ như gây nguy hiểm cho vấn đề an ninh quốc gia hay là lạm dụng quyền lực. Thì người ta không mấy để tâm tới cái tiên đoán của vị giáo sư Lichtman này cho tới những ngày gần đây, khi bắt đầu xuất hiện những giả thuyết cho rằng vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, tổng thống Trump, có thể sẽ bị luận tội với cáo buộc cản trở điều tra liên quan tới bản ghi nhớ của cựu giám đốc FBI James Comey. Thì cái lời dự đoán của vị giáo sư mà người ta nói là giáo sư tiên tri Alan Lichtman về một cái nhiệm kỳ đầy những sóng gió của Tổng thống Donald Trump. Trước đó có rất nhiều, phải nói là hàng loạt những tờ báo uy tín, trong đó có CNN, New York Times đồng loạt đưa tin về một cái bản ghi nhớ mà ông James Comey đã ghi lại vào ngày 14 tháng 2 sau cuộc họp với lại Tổng thống Trump. Và bản ghi nhớ này đề cập tới việc là Tổng thống Trump đã đề nghị cựu giám đốc FBI James Comey ngừng điều tra về mối liên quan giữa cựu cố vấn an ninh quốc gia ông Michael Flynn với Nga. Dù là Tòa Bạch Ốc một mực phản đối thông tin này, nhưng mà rất nhiều nhà phân tích chính trị đã cho rằng không phải là không có khả năng những cáo buộc đưa ra từ truyền thông của Mỹ là vô căn cứ. Và dù rằng Tổng thống Donald Trump luôn lên chỉ trích và cho rằng fake news, nhưng những dữ kiện này và những gì đang xảy ra trong những thời gian vừa mới qua đây, thì người dân Mỹ họ đã có một cái suy nghĩ, một cái cảm nhận như thế nào? Theo Washington Post, thì giáo sư Lichtman không phải là người duy nhất đưa ra cái tiên đoán này. Và cùng với giáo sư Lichtman thì còn có một cây viết khác, đó là David Brooks của tờ New York Times cũng có những dự đoán tương tự và cho rằng những diễn biến này sẽ xảy ra trong năm mới, năm 2020. Thì thưa quý vị, Lệ Ngọc gửi đến cho tất cả mọi người, ngay cả Lệ Ngọc, để chúng ta xem thật sự những lời dự đoán này của vị giáo sư tiên tri, thưa quý vị, ông Alan Lichtman có trở thành sự thật hay không. Và trong ngày hôm nay thì tiếp tục, thưa quý vị, những sự kiện, những dữ kiện mà Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị để cho chúng ta có thể biết được những gì đang xảy ra trước đây và ngay cả những gì trong những ngày sắp tới. Thì thưa quý vị, có khi nào mà chúng ta nhìn lại quá khứ để hiểu được và biết được thêm những gì đã xảy ra trong cái thế chiến thứ hai của nước Mỹ, và ai đã là người giúp cho cái những sự kiện này? Thì thưa quý vị, lại có những nghiên cứu đã cho chỉ ra rằng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Sicily thì nước Mỹ đã nhờ cậy đến những người mà ít ai có thể ngờ đến, thưa quý vị, đó là ông trùm Luciano và Mafia của nước Ý. Đây là vào trong Thế chiến thứ hai, thì chính phủ của Mỹ đã lo ngại là những công dân của Mỹ gốc Nhật, Ý hoặc Đức có thể ủng hộ cho bên phía phe trục và đe dọa nền an ninh quốc gia của nước Mỹ. Thời gian trong lịch sử vào năm 1942, thì tàu chiến USS Lafayette của Hải quân Mỹ đã bị bốc cháy và bị lật khi ở cảng tại Manhattan, khiến cho nhiều người tin rằng đây là hành động phá hoại của những kẻ ủng hộ phát xít. Chính quyền của Mỹ đã điều tra rất nhiều công nhân gốc Ý ở ngay tại bến tàu. Khi hoạt động này không mang lại kết quả, thì Hải quân của Mỹ đã tìm đến một nhân vật, đó chính là Charles Lucky Luciano, là người đứng đầu gia đình tội phạm Genovese, một trong năm băng đảng lớn trong thế giới ngầm ở ngay tại New York. Và Luciano
đã sinh ra tại Sicily của nước Ý năm 1897, đến Mỹ khi mới có 9 tuổi và được coi là cha đẻ của tội phạm có tổ chức hiện đại ở Mỹ vì đã lập ra ủy ban, một cơ chế phân xử tranh chấp giữa những băng đảng. Vào thời điểm đó thì Luciano đang thụ án từ 30 cho đến 50 năm tù vì ép buộc bán dâm. Hải quân Mỹ đưa ra một thỏa thuận là ông ta sẽ được giảm án nếu cung cấp thông tin và hỗ trợ hoạt động của chính băng đảng của họ trong chiến dịch được đặt tên là Thế giới ngầm, và Luciano đồng ý. Luciano đã ra lệnh cho đàn em rằng bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào ở bến cảng cũng phải được báo cáo cho giới chức Mỹ, và Luciano cũng bảo đảm công nhân ở bến tàu sẽ không tổ chức cuộc đình công nào. Mức độ hiệu quả của chiến dịch này vẫn còn gây ra một sự tranh cãi, nhưng từ sau năm 1942, không có tàu quân sự nào khác bị phá hủy, và công nhân ở bến tàu ở ngay tại New York cũng không tổ chức cuộc đình công nào. Tại sao sau ngày hôm trong ngày hôm nay mà Lệ Ngọc lại gửi đến cho quý vị những cái câu chuyện này? Vì chúng ta đã nói đến nào là Tổng thống Donald Trump, rồi ông Michael Bloomberg cũng là những người rất là nổi tiếng và đã có rất nhiều hoạt động từ vấn đề kinh doanh cho vấn đề chính trị và ngay cả vấn đề từ thiện nữa. Thì chúng ta thấy được những cái sự khác biệt của những nhà triệu phú, những nhà tỷ phú ở New York. Và chung quanh khi nói đến New York thì quá nhiều những cái tin tức để mà gửi đến cho quý vị thính giả, để cho chúng ta hiểu về thế giới ngầm ở tại New York. Mức độ hiệu quả của chiến dịch mà Lệ Ngọc vừa mới nói mà gây ra sự tranh cãi thì đó chưa phải là điểm dừng cho vấn đề hợp tác giữa Luciano và giới chức của Mỹ. Khi mà phe đồng minh lên kế hoạch tấn công nước Ý, Mỹ đã xác định trước hết phải chiếm được đảo Sicily của nước Ý, và để chuẩn bị thì chính phủ Mỹ phải tìm đến cộng sự cũ. Mafia ở nước Ý không ưa Thủ tướng Benito Mussolini, là người đã giải quyết rất là mạnh tay tổ chức này, khiến họ phải trốn chạy. Luciano và thân thích có rất nhiều mối quan hệ ở Sicily, có thể cung cấp cho người Mỹ thông tin quan trọng và hỗ trợ cho cái cuộc tấn công này. Nước Mỹ đã muốn mafia cung cấp cho họ hồ sơ đồ và hình ảnh về bờ biển cùng với bến cảng của Sicily. Thông tin này đã được sử dụng để lên kế hoạch cho chiến dịch Husky bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 của năm 1943. Một số đầu mối ở Sicily thậm chí còn chiến đấu cùng với lực lượng Mỹ để mà chống lại quân Đức và người Ý. 38 ngày sau thì quân đồng minh đã giành chiến thắng, đẩy kẻ thù của họ ra khỏi Sicily. Một nhà bình luận này có tên là Walter Winchell, đã cho biết những đóng góp của Luciano cho cuộc chiến chống phát xít lớn đến mức mà Luciano, ông ta đáng được cân nhắc để trao huân chương danh dự. Tuy nhiên, thì có một học giả là Selwyn Raab trong cuốn sách về năm đại gia đình mafia ở New York lại cho rằng Luciano không có nhiều đầu mối quan trọng ở Sicily nên không tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cục diện chiến trường ở tại Sicily. Theo luật sư của Luciano, trùm mafia này đã giúp kết nối rất nhiều người Ý sinh ra ở Sicily với giới chức, cung cấp thông tin có một cái giá trị về tình hình của Sicily, và Luciano đã hỗ trợ cho giới chức quân sự trong 2 năm chuẩn bị cho cuộc đổ bộ vào Sicily. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc vào mùa hè của năm 1945, Luciano vẫn bị ngồi tù. Ông đã kiến nghị tiểu bang New York được cho khoan hồng, khẳng định rằng sự hợp tác trong chiến dịch Thế giới ngầm và chiến dịch Husky thì ông xứng đáng được trả tự do ngay lập tức. Đến tháng 1 của năm 1946, thống đốc của tiểu bang New York vào lúc đó, Thomas Dewey, đã đồng ý
phóng thích Luciana, nhưng lại có một quyết định đưa ra rằng Luciana không thể nào ở lại Mỹ và phải bị trục xuất về nước Ý. Đến ngày 9 tháng 2 của năm 1946, Luciana đã được đưa lên một con tàu trở về lại nước Ý và đã không bao giờ quay trở lại Mỹ. Và qua những nghiên cứu những sự việc này thì chúng ta mới biết là thật sự để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Sicily của nước Ý thì nước Mỹ đã nhờ cậy đến một trùm mafia của nước Ý, đó là Luciano. Và Luciano, trùm mafia đã giúp cho nước Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Thưa quý vị, câu chuyện mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị đó chính là câu chuyện, cũng là bản tin cuối mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Một ngày thật là vui, bình an, để cho tất cả mọi người chúng ta đón chào ngày lễ Thanksgiving vào ngày thứ năm tuần này. Xin kính chào quý vị.